Xem tướng mũi nói gì về tương lai sướng khổ giàu nghèo của bạn, kết quả thật bất ngờ. Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy May mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Mũi giữ vai trò rất quan trọng trên khuôn mặt con người. Dù cho tai, mắt, miệng có hài hòa đẹp đẽ đến bao nhiêu mà mũi xấu, xí, lệch lạc thì khuôn mặt cũng xem như bị phá cách. Thậm chí trong quan niệm của nhiều người, chiếc mũi thể hiện cho bạn đời của mình và có ảnh hưởng đến đường nhân duyên. Theo một chuyến coi bói về nhân tướng học của các thầy, mũi được chia thành 3 khu vực. Mỗi khu vực biểu hiện rất rõ ràng cá tính của một người với ý nghĩa như sau. Khu vực giống mũi bao gồm sơn căn, gốc mũi nằm giữa hai mắt. Thiên thượng và thượng thọ biểu hiện về những khả năng tiềm tàng của một con người. Khi coi bói tùy theo khu vực này rộng hẹp phát triển ra sao mà người coi bói này có thể mạnh mẽ hoặc là yếu kém. Khu vực chuẩn đầu biểu hiện cho trí lực có liên quan rất lớn đến sự phát triển của trí óc và tinh thần của người mệnh chủ. Khu vực phụ trợ tức là hai cánh mũi, giản đài và định úy thể hiện cho năng lực hoạt động của một người. Sau đây là một số hình dáng mũi thể hiện được tính cách và vận số tương lai của con người. Mũi đầy đặn phát triển cả bề cao lẫn chiều rộng, không bị phá cách, là tướng đại phú quý. Tướng mũi này sẽ biểu hiện cho người có đầu óc rất thông minh, mưu trí và dũng cảm hơn người. Thêm nữa là tính tình trung thực, giao thiệp rộng nên thường rất phát đạt trong việc kinh doanh. Mũi hẹp và ngăn riêng phần niên thượng và thọ thượng, phần nằm giữa hai hốc mắt phát triển quá mức, khi đến đầu thì nhỏ lại, biểu hiện cho cá tính trung thủy nhưng vận số không được giàu sang phú quý, an nhàn yên phận. Mũi thẳng nhưng hẹp, trơ xương, giống như mũi cá nhưng phần gần chóp mũi hách lên cao làm lộ lỗ mũi. Tướng này biểu hiện cá tính nhỏ nhen hời hợt, thường phải tha phương lập nghiệp, vất vả mưu sinh. Mũi đầy đặn, cao và rộng nhưng hơi thiếu bề dài, giống như mũi cọp, biểu hiện cho cá tính thiên về vật chất, ăn to nói lớn, thích danh vọng. Mũi dọc dừa, người sở hữu chiếc mũi này thường có gương mặt thanh thoát, tính tình trung hậu, khoan hòa trong xử thế, thiên về văn chương nghệ thuật nên thường được danh tiếng hơn lợi lộc. Mũi dài nhưng không đầy đặn, bề ngang quá hẹp giống như là thân cá, biểu hiện của người có tính nhỏ nhen hay nghi ngờ người khác nên thiếu thân thiện, khó thành công trong cuộc sống. Tướng mũi kỳ lân. Tướng mũi có đầu mũi rất to, sống mũi không cao, lỗ mũi nhỏ, kín, đầu mũi hồng hào và mịn. Phụ nữ tướng mũi kỳ lân thường được học rộng, hiểu nhiều, đảm đang tháo vát việc gia đình cũng như xã hội. Đàn ông lấy được vợ có tướng mũi kỳ lân thì như hổ mọc thêm cánh, làm gì cũng thuận lợi. Đàn ông mũi kỳ lân học rộng, tài cao, không tự phụ tự mãn nên làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Người này có tướng số phú quý, càng về hậu vận thì sức khỏe càng dồi dào, con cháu thảo hiền. Tướng mũi hổ, mũi hơi ngắn, bề ngang to, thân mũi cao thẳng hơn mũi sư tử, chóp mũi tròn lớn và ngang hàng với cánh mũi bên phải trái. Người tướng mũi hổ thuộc loại thiên tướng hoặc là tiểu. Tùy theo cách phối hợp với các bộ vị khác của khuôn mặt, họ là người thông minh, tài hoa, làm nên đại nghiệp ngay từ khi còn trẻ. Tướng mũi rồng là người thông minh, hiểu biết sâu rộng, đầu óc sáng suốt, nhạy bén, tinh tế, khéo léo nên có khả năng chi phối người khác. Đa phần là những người quyền cao, chức trọng, lãnh đạo, tài ba. Tướng mũi kép, đầu mũi quặp vào miệng, hai bên gian đài đình úy như là co rút lại. Tướng mũi hình củ tỏi, đầu hình như củ tỏi nhỏ như chiếc đũa. Dưới lớn ra quá, biểu thị người khắc kỵ với anh em ruột thịt. Nếu trong nhà có đông anh em sẽ bị ảnh hưởng không hề nhẹ. Gia đạo thường xuyên bất hòa, anh em trong nhà không hòa thuận. Tướng mũi lộ thấy xương là người sống tha phương uổng tử. Nếu đầu mũi méo một bên là người lòng dạ không ngay thẳng. Tướng mũi cao ngay thẳng, sống mũi cao và thẳng, không quá dài hay là quá ngắn, lỗ mũi nhỏ, cánh mũi và đầu mũi thon là tướng người danh vọng rền vang. Đầu mũi hồng đỏ là lưu lạc tha phương, chóp mũi nở lớn là phú quý, phước lộc. Sống mũi thấp, đầu mũi lộ xương là nhỏ, biểu thị mạng yểu, cuộc sống bần hàn. Chóp mũi thịt nở đầy là người háo sắc, tham dâm. Tướng mũi thấp,
Sống mũi thấp, sơn căn, phần giữa hai mắt nhỏ, đầu mũi và lan đài, khoang mũi chỉ thấy được một phần. Người này tuy không nghèo hèn nhưng bệnh tật quanh năm. Nếu sống mũi thấp và nhỏ thì khá nhút nhát, mũi mỏng lại nhọn là tướng xấu, có thêm vết rạn nứt bên trên là tướng đoản thọ. Sự nghiệp làm ăn không mấy thuận lợi vì họ là những người không giữ chữ tín. Tướng mũi tẹt là tướng mũi đầu mũi nhỏ, thấp, hầu như không có sống mũi, nhìn rất thấp và bè ra. Phụ nữ hay là nam giới tướng mũi tẹt đều cô độc phải sống một mình. Nếu mũi tẹt mà sống mũi mềm thấp không xương thì chủ về người không thọ, dễ chết yểu. Tướng mũi thẳng, thân mũi thẳng, sơn căn, phần gốc mũi nằm ở hai đầu mắt, niên thượng là phần nằm trên sống mũi, dưới sơn căn và chiếm khoảng 1/4 chiều dài của mũi. Đo từ khoảng giữa hai mắt tới chóp mũi và thọ thượng là phần nằm trên sống mũi, ngay bên dưới niên thượng đều nhỏ hẹp nhưng cao thẳng. Chuẩn đầu, phần chóp mũi nhỏ và nhọn như mũi lộ khổng, đích danh hai bên thân mũi cũng không có thịt, tương tự như mũi lộ khổng. Đàn ông hay phụ nữ có tướng mũi thẳng đều tán tài, có lúc có không. Đàn ông hay phụ nữ có tướng mũi thẳng đều tán tài, lúc có lúc không, không giữ được tiền của lâu bền, càng già càng nghèo khổ. Người sống mũi thẳng thường bị xếp vào loại bất lương, tâm tính bất chắc, hiểm ác, gian manh, không trung thủy, cháo trở khôn lường. Tướng mũi lệch, mũi giáp nhỏ so với khuôn mặt, sơn căn nhỏ hẹp, sống mũi lẫn sâu vào mặt phẳng chính diện của khuôn mặt, nên nếu nhìn từ phía trước, gần như là chỉ thấy sơn căn và đầu chóp mũi, chứ không thấy sống mũi. Hai cánh mũi này nở rất to và lớn, gần như là mũi sư tử. Tướng mũi lệch là tướng xấu, bị xếp vào loại thẩm biện quang bất thành tựu. Mặt đẹp, cân xứng, mà mũi lệch thì thăng dáng thấp thường, quanh năm nghèo túng bại tật. Tất cả ngũ quan đều lệch thì là tướng chết yểu, không tốt cho cha mẹ. Lệch về bên trái thường khắc cha, lệch về bên phải thì thường khắc mẹ. Tướng mũi vẹo, mũi lệch nghiêng hẳn về một bên là người có tâm địa độc ác, cực đoan hay mưu mô tính toán, làm việc thiếu quyết đoán, khó làm nên sự nghiệp tài vận kém. Tướng mũi gấp khúc hay còn gọi là tam loan ti. Tướng mũi gấp khúc hay còn gọi là tam loan tị, sống mũi gãy khúc, không có thế, sơn căn thấp, chuẩn đầu nhọn, niên thọ nổi cao, là người cô độc, xương mũi lộ, là quá bụa cả đời. Nếu mũi có chỗ lồi lõm ám chỉ rằng anh em ruột thịt tàn sát lẫn nhau. Tướng mũi gồ hay còn gọi là tướng mũi gấp khúc, ở giữa mũi như có một u thịt gồ lên, gọi là phản ngân. Đây là tướng mũi xấu, đoản mệnh, dễ vướng tai nạn, gặp nhiều đau khổ trong đời. Tướng mũi lõm, phần sống mũi lõm xuống và gần như là không có, đầu mũi cao tạo thành đường cong lõm hẳn xuống. Tướng người sống mũi lòng thường nhỏ mọn, dễ nổi cáu hay ưu tư, phải lao động khổ cực dù làm lao động chân tay hay trí óc đều phải làm nhiều hơn người khác, nhưng sự nghiệp khó thăng tiến phát triển. Tướng mũi gãy, sống mũi gãy, đốt lộ ra, đầu mũi to, cánh mũi bị lệch không đều nhau. Người có sống mũi gãy làm gì cũng chỉ biết có mình mà không biết tới người khác. Hơn người thì hớn hở mà thua thiệt thì bực dọc. Cuộc sống không mấy tốt đẹp, vợ chồng lục đục, có số, khắc hoặc là sát. Tướng mũi tròn, đầu mũi và cánh mũi hai bên tạo thành hình tròn, đầu mũi lớn, sáng bóng đẫy đà. Tướng người mũi tròn thẳng thì dễ hành sự bên ngoài, sống mũi nối liền ấn đường là số lấy được vợ chồng đẹp. Tướng mũi nhọn hay còn gọi là tướng cô phong tị, chủ về trung vận suy vị, tiền tài phá tán, thân quyến vô duyên. Nếu mũi không bị nghiêng lệch và mắt có tụ quang thì tính tình lương thiện nhưng lạnh nhạt, không ưa giao thiện, thích sự tĩnh mịch. Tướng mũi dày, sơn căn cao rộng, sống mũi và cánh mũi to dày, tướng mũi dày đúng cách, không lộ khổng. Nếu phối hợp đắc cách với thân hình đẫy đà, ngũ quan toàn hảo thì là người vừa phú vừa quý. Tướng cánh mũi to dày thì vận chủ sẽ phát tài phát lộc ở tầm trung niên, tuổi trẻ chăm chỉ tích cực sẽ có cuộc sống như ý. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt 3 trong số 12 con giáp sẽ có đường công danh sự nghiệp tốt nhất cho năm 2020, có thể gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ.
Đầu tiên là tuổi Sửu. Mệnh chủ tuổi Sửu năm Canh Tý có Thái Tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định thăng tiến. Trong năm Canh Tý 2020, sự nghiệp là trọng tâm của năm, dễ dàng có được quý nhân phù trợ, nhưng đừng hấp tấp ham cái thành công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Vào năm Canh Tý này, đối với những mệnh chủ vẫn còn đang trong vận học hành sẽ không lý tưởng, học sinh tâm trí hỗn loạn, ham chơi, sao nhãng học hành, cần người đốc thúc kịp thời. Cùng với đó, con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu sẽ có những trắc trở nhỏ do hung thần thiên không gây ra, khiến cho mệnh chủ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị tiểu nhân ám toán dẫn tới thất bại trong gang tấc. Về sự nghiệp năm 2020 của tuổi Sửu, canh kim lộ xuất thương quan, tí thủy tọa bại thứ tài, trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới. Các dự án sẽ tìm đến tận nơi, vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được may mắn bình an. Tuổi Sửu cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định, mà ở đây theo phong thủy may mắn thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ được đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình, bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này, tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc tăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu. Tiếp theo đó là tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyện học hành thi cử lấy bằng cấp, chuyển việc xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan, bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh, cần phải chủ động tìm kiếm nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Xét vận trình tuổi Dần vào năm 2020, con giáp này canh kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn, trong năm đường tài lộc khá tốt, mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc là người lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản sẽ dễ thu lợi về tay, song dù làm gì cũng cần phải chủ động sáng tạo, thấy cơ hội tới, dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Cuộc sống không mấy dễ dàng, nhưng vẫn cần phải nhìn về tương lai mà sống. Năm nay, người tuổi Dần muốn tăng cường tài lộc và sự nghiệp của mình, hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh vào vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi, kích hoạt tài lộc và sự nghiệp của tuổi Dần một bước lên mây. Và cuối cùng là tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ trong năm Phạm Tam Tai 2020, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không hề hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng có thể âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ. Chỉ cần con giáp này sơ suất, lơ là, thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, tuy nhiên thì bản mệnh cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân. Bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Mối quan hệ với cấp trên không tốt, bản mệnh khó được trao cho cơ hội để thể hiện mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi. Công việc thì quá phức tạp, không có cơ hội thăng tiến khiến cho con giáp này nhục chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, sơ suất trong công việc mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở, trách phạt. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự nhưng có vô khối những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng. Bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh để xem bản mệnh có thể bứt phá được hay không nếu không có ai tạo điều kiện cho mình. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu.
Tuy cơ may thăng tiến không nhiều, nhưng nếu con giáp này kiên cường giữ mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa thì chứng tỏ năng lực của mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng vì chán nản, bất mãn mà buông xuôi, cũng đừng tìm cớ lách luật qua mặt cấp trên, bạn sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp. Năm 2020 này tuổi Tỵ không có cơ may thăng quan tiến chức, nhưng bản mệnh đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Hãy nắm bắt từng cơ hội dù ít ỏi để chứng minh thể hiện năng lực của mình. Hãy nỗ lực để tạo chỗ đứng vững chắc cho mình, tạo nền tảng cho những sự phát triển sau này. Cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc theo đúng quy trình, đừng tự lách luật mà gây rắc rối cho chính mình. Trên đây là ba con giáp có tố chất hơn người nên sẽ mau chóng giàu có thịnh vượng. Bạn có nằm trong số ba con giáp này hay không? Nếu không thì hãy cùng like đăng ký kênh để theo dõi các chương trình tiếp theo, xem là có mặt con giáp của tuổi mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc là để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.